Để một người đàn ông và một người phụ nữ cô đơn trên một hòn đảo hoang, không thức ăn không nước uống, thậm chí không có một mảnh quần áo, uống nước rửa khi khát, và khi đói sẽ đi ra biển bắt cua, khi lạnh thì tập thể dục để duy trì nhiệt độ cơ thể. Nếu kiên trì trong 21 ngày, sẽ nhận được tiền thưởng 100.000 USD. Bạn có hào hứng với một thử thách như vậy không? Thử thách này nằm trên một hòn đảo biệt lập ở Panama. Để đáp lại những người hâm mộ trung thành, trong tập này, tổ chương trình chọn ngẫu nhiên hai khán giả tham gia thử thách. Canty là khán giả trung thành của chương trình này, anh ấy nghiên cứu kỹ mọi vấn đề của thử thách. Khi không có việc làm, anh ấy sẽ ở nhà và tự mình làm vài động tác. Anh cũng học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn sau khi theo dõi chương trình. Thấy rằng sức mạnh kỳ diệu đã gần hoàn thành, anh đã nhận lời mời từ tổ chương trình và chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với thử thách sinh tồn này. Ina là nữ tuyển thủ đến từ Trung Quốc. Cô cũng là thí sinh nữ châu Á duy nhất kể từ khi chương trình bắt đầu. Sở thích lớn nhất của Ina là phiêu lưu ngoài trời. Cô thành thạo mọi thứ trong cuộc sống và săn bắn. Để tham gia chương trình này, Ina sống ẩn dật để rèn luyện nhiều kỹ năng sinh tồn khác nhau. Hôm nay là lúc kiểm tra kết quả. Hãy xem người phụ nữ Trung Quốc này có thể bùng nổ năng lượng như thế nào nhé. Hòn đảo trông giống như một khu nghỉ dưỡng. Trên thực tế, nó được gọi là dòng điện ngầm. Có cá mập ở biển, có cá sấu dưới sông. Thí sinh không cẩn thận có thể chiêu đãi cả làng một bữa tiệc. Cả hai gặp nhau thành công trong một khu rừng rậm. Xấu hổ xen lẫn chút phấn khích. Nghĩ đến việc phải thành thật với nhau như thế này trong 21 ngày tới, nụ cười của Ina khiến khuôn mặt Canty như nở hoa đào. Nhóm chương trình đã cung cấp cho họ một số dụng cụ, có một con dao làm bếp, một cái nồi và một que nhóm lửa. Họ lấy bản đồ ra và nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Họ quyết định ra sông dựng trại trước. Điều này sẽ thuận tiện hơn cho việc câu cá và lấy nước. Họ phải cẩn thận trong từng bước đi, không ai biết trong nước có gì ẩn giấu. Sau khi vượt qua đầm lầy, có một bụi cây, Ina xui xẻo và rơi thẳng xuống bùn. Rất may không có thương tích. Sau khi leo ra ngoài, họ đi tiếp. Hai người họ đi bộ suốt quãng đường đến bãi biển. Tình cờ có một khoảng trống ở khu rừng gần đó. Xa hơn nữa là một dòng sông nước ngọt. Đây là nơi tốt nhất để xây dựng một nơi trú ẩn. Phong cảnh được bao quanh bởi núi và sông cũng khá đẹp. Bây giờ họ đã quyết định được địa điểm. Hai thí sinh bắt đầu chặt cây, chuyển gỗ, mang vật liệu đã thu thập trở lại. Canty nghĩ có thể chặt vài chiếc lá để làm mái nhà. Ngay khi họ đang nghiêm túc xây dựng một nơi trú ẩn, Canty đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Nước ngọt ở đây có mùi tanh lạ. Anh gần như muốn nôn sau khi uống một ngụm, không thể uống nước này nếu không đun sôi. Ina ngay lập tức nhóm lửa sau khi hiểu được tình hình, có vẻ như những gì học được không phải là vô ích. Chẳng bao lâu ngọn lửa bắt đầu bốc lên, trời dần tối sau một ngày bận rộn, hai người chuẩn bị nằm xuống và ngủ. Canty đột nhiên nghe thấy tiếng hú của dã thú, không nói một lời, anh cầm con dao làm bếp đi về phía khu rừng. Không ngờ Canty vẫn là một người hiếu chiến, đáng tiếc chưa bước được hai bước đã ngã xuống đất. Điều này thật đáng xấu hổ đối với người lớn. Lúc bình minh, anh biết mình đã dẫm phải một khúc gỗ. Khung cảnh bỗng trở nên lúng túng, cả hai tiếp tục cải thiện nơi trú ẩn, họ rải lá dừa lên gỗ để dùng làm nệm. Ina cảm thấy rất khát sau khi không uống nước một ngày, sớm hay muộn họ sẽ bị mất nước nếu tiếp tục làm điều này, nhưng nước ngọt gần đó không sạch lắm. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là xây dựng một nơi trú ẩn trước tiên. Hãy nhìn xem Canty đã tìm thấy gì. Anh tìm thấy một quả dừa khổng lồ. Hai người đã ăn uống thịnh soạn, sau khi uống đủ, Canty cảm thấy tràn đầy sức lực, nhưng Ina vẫn bơ phờ, cô cũng không biết phải làm gì. Canty ban đầu nghĩ Ina là một chuyên gia sinh tồn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng những câu chuyện cổ tích đều là dối trá. Bây giờ anh nhận ra cô ấy là một thí sinh nửa vời. Bây giờ hối hận đã muộn rồi, anh chỉ có thể dạy cô ấy từng bước cách đan mây. Đã đến ngày thứ ba của thử thách, trời đột nhiên bắt đầu mưa to trong rừng. Đây thực sự là một điều tốt cho cả hai. Nước mưa là nguồn nước ngọt tương đối sạch. Canty làm mấy chiếc cốc đựng nước từ lá cây. Ina sử dụng gáo rửa làm hộp đựng. Họ dùng mọi cách có thể để thu thập càng nhiều nước mưa càng tốt. Canty thỉnh thoảng dạy Ina một số kỹ năng sinh tồn, nhưng cô ấy không thích Canty chỉ vào mình, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Canty cũng đáng thương. Lúc này anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chớp mắt đã đến ngày thứ năm. Trong thời gian này họ chỉ ăn một vài quả dừa. Canty thực sự đói và không thể chịu đựng được nữa. Anh ấy bắt đầu làm lồng cá bằng những thanh gỗ. Đã đến lúc nhận được một số protein chất lượng. Nghĩ đến món cá luộc mềm ngọt, Canty sốt ruột lao xuống sông. Anh cố định giỏ cá dưới nước sâu. Tiếp theo chỉ cần đợi. Dưới sự hướng dẫn của Canty, Ina dùng lá dừa để làm cửa cho nơi trú ẩn. Có vẻ như hiệu ứng khá tốt. Canty làm đôi dép xỏ ngón từ dây leo và ván gỗ. Ina ngơ ngác nhìn anh. Thực sự có một hoạt động như vậy. Anh chàng lập tức làm cho mình một đôi. Sau đó Ina lại đến lạch. Cô ấy muốn thử bắt cá bằng giáo. Ina nghĩ cô có thể ngồi lại và chờ đợi. Không ngờ cô thấy một con cá sấu. Ina dứt khoát sử dụng kỹ thuật triệu hồi Canty. Hai người cứ mò mẫm dọc bờ sông. Nhưng Ina dù sao cũng là con gái. Trong cơn hoảng loạn, cô đã mất dấu con cá sấu. Hai người chỉ có thể về nhà tay không. Khi màn đêm dần buông xuống, hai người đã sẵn sàng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nhưng muỗi dày đặc khiến hai người không thể ngủ ngon được. Họ trốn trong trại và bị muỗi đốt và nghi ngờ về mạng sống của mình. Thứ đáng sợ nhất trong tự nhiên thường là những con muỗi khiêm tốn này.
bởi vì chúng có thể truyền nhiễm vi trùng, cả đêm họ không ngủ ngon, cả hai đều bị muỗi chích, trên người đầy vết muỗi đốt, nhưng Canty đã không bỏ cuộc vì điều này, anh quyết định xuống nước kiểm tra những giỏ cá đã bày sẵn trước đó, điều làm anh thất vọng là trong giỏ cá không có vảy cá, không ngờ ngay sau đó, một đám mây chợt che phủ bầu trời. Kèm theo gió mạnh và sấm sét, đây là dấu hiệu cho thấy một cơn bão đang đến. Họ củng cố nơi trú ẩn bằng lá dừa qua đêm, nhưng mưa lớn vẫn ướt đẫm nơi trú ẩn. Cơn gió mạnh tưởng chừng như lật đổ cả khu rừng. Con người có vẻ vô cùng nhỏ bé trong tự nhiên. Khi cơn mưa tạnh và bầu trời quang đãng, họ đã ở trong tình trạng hỗn loạn. Nơi trú ẩn bị gió xé nát. Canty dự định đi săn. Anh ấy muốn Ina ở nhà và xây dựng một nơi trú ẩn, nhưng cô ấy cho rằng Canty đang coi thường mình. Cô ấy trực tiếp bỏ nhà đi. Lúc này Ina cảm thấy vô cùng oan ức. Mặc dù cô ấy thực sự không mạnh mẽ lắm, nhưng điều này cũng đã bị huấn luyện viên sinh tồn lừa dối. Cô đã trả rất nhiều học phí một cách vô ích, không ngờ thực chiến lại như trò đùa. Cô cảm thấy Canty nên an ủi và bao dung cô, nhưng Canty luôn phàn nàn về cô ấy. Ina tức giận đến mức quay lại tranh cãi với Canty. Canty cũng đang kìm nén cơn giận của mình. Anh ấy buộc tội Ina đã làm sai điều gì đó, vẫn là trái tim thủy tinh. Ina tức giận bỏ nhà đi lần thứ hai. Trên thực tế, cả hai người khi bỏ trốn đều có ý tốt, tất cả đều hy vọng có thể hoàn thành thử thách này. Nhưng việc quá thiếu kiên nhẫn đã khiến cho việc giao tiếp của Ina trở nên khó chịu trong thời gian dài. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ cuộc thi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô ấy vẫn cảm thấy mình cần phải nói chuyện vui vẻ với Canty. Thấy Ina đã trở lại, Canty cũng suy ngẫm về những sai lầm của mình. Hai người cuối cùng cũng giải quyết được nút thắt trong lòng. Để tránh xung đột, họ tiến hành phân công lao động chi tiết. Canty chịu trách nhiệm đi săn, Ina sẽ chịu trách nhiệm đun sôi nước trong nơi trú ẩn. Điều khiến họ lo lắng nhất lúc này là thức ăn. Họ không ăn gì ngoài dừa trong 9 ngày, cả hai đều đói đến mức chỉ có thể ra bãi biển bắt nhím biển. Loài này phù đầy gai nhọn, nếu dẫm phải, có lẽ sẽ bị tê cóng. Rủi ro cao có nghĩa là phần thưởng cao. Ina cũng đến sông để bắt cá. Đây là nơi lần trước cô đã đánh mất con cá sấu. Cô ấy làm một cái bẫy cá bằng cọc gỗ. Một khi cá đã chui vào sẽ khó có thể bơi ra ngoài. Dù vẫn chưa no bụng nhưng có còn hơn không? Canty đến kiểm tra lồng cá mỗi ngày. Thật không may, lần này vẫn không tìm thấy gì. Cái bẫy cá do Ina chế tạo cũng không có chuyển động gì. Đó là một ngày nữa không có gì đối với cả hai. Canty nhìn biển và thở dài. Bây giờ mới là ngày thứ 10, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người chắc chắn sẽ không tồn tại được 21 ngày, sớm muộn gì tổ chương trình cũng sẽ đưa họ về. Bây giờ họ thậm chí còn không còn sức lực để làm việc. Đột nhiên Canty phát hiện và bắt được một con cua đang phơi nắng trên bãi biển. Lúc này, cua vẫn đang trong trạng thái bối rối. Tại sao vừa ra ngoài đi dạo và cuối cùng lại đưa vào chậu? Con cua này lại bị cả hai nhét vào răng. Nhóm chương trình đã biết họ không thể sống sót như thế này trong 21 ngày, vì hai người là fan hâm mộ lớn của chương trình. Vì vậy chương trình đã thay đổi mục tiêu sang ngày thứ 14. Trái tim phấn khích, tay run rẩy, hai kẻ xui xẻo này cuối cùng cũng được giải thoát. Hãy gói ghém hành lý và nhanh chóng về nhà. Nhưng về nhà không hề dễ dàng như tưởng tượng. Họ cần phải đi bộ 5 km đến điểm tập kết. Trên đường đi không chỉ có chăn và cá sấu, lại phải đi qua đầm lầy lầy lội. Nếu có gai trong nước, nếu bạn dẫm lên nó, bạn thậm chí có thể có nguy cơ bị cắt cụt chi. Họ bước đi rất thận trọng theo cách này. Sau nhiều giờ đi bộ xuyên núi và dặng núi, cuối cùng họ cũng đến được bãi biển được chỉ định trước khi trời tối. Họ phải đối mặt với thử thách cuối cùng, vượt qua bãi biển đầy san hô và nhím biển, và tránh những con cá mập đang chờ ăn. Nhưng sau 14 ngày sinh tồn này, họ từ lâu đã thờ ơ với sự sống và cái chết, chơi bơi ngửa bằng bốn chân. Cuối cùng, cả hai đã lên thành công tàu cao tốc của đoàn chương trình. Thử thách của người hâm mộ thành công rực rỡ, mặc dù họ đã thất bại trong việc thử thách trọn vẹn 21 ngày, nhưng đối với một người đam mê sinh tồn bình thường, đây đã là một thành tích đáng kinh ngạc. Nếu vậy, bạn có thể kiên trì được bao nhiêu ngày?